chào cả nhà nha. Bữa nay mình tiếp tục chia sẻ cả nhà. Chiếc này là cả nhà thấy em nó đẹp quá, mình quay tiếp cho cả nhà xem chiếc này. Kubota là 146 nha. Em này mới về luôn, mới về cái chát. Bánh nằm đây không? Đây nè. Bánh đây nè cả nhà, nãy giờ mình kiếm hoài không ra nè. Cho cả nhà xem cái bánh anh nói nha. 14.9 trừ 28 nha. Còn nó gì nữa cũng đã luôn kìa. 14.9 trừ 28. Nghe lì nha. Lường nó có râm râm á nha, nó râm nhuyễn nhuyễn ha. Nó râm râm mấy trăm thôi. Mình về chịu khó mình sơn tút nó lại một cái. Mình dầu. Mình dầu nằm ở dưới nha. Cái vỏ em nó ca chạy mà vỏ viên con nó mòn cũng hơi mòn, nó cũng vừa. Cũng thấy cũng được ha. Xe chiếc xe này chạy mình thấy chắc ít là giờ cả nhà mình không có coi, nhưng chút xíu mình cho cả nhà xem ha. 8.3 trừ 20.
dưới này nó cái mối hàng nó còn đẹp lắm nha, có hàng còn đẹp nha. Đây nó có cái mấy cái con ốc mà bắt kìm lại luôn á, không có gỡ ra được. Gỡ ra ở đây nó có lớp lớp nhớt nè, một hai lớp nè ha. Đây lớp thứ ba, có hai lớp, còn một lớp nữa. Lớp này thì như là lớp điện nó dán keo dính hay gì đó. Nước sơn này còn mới nha, tất cả đều còn đẹp lắm. Nè, ốc bên đây là chưa có gắn gì nha, nó về là mới keo vậy nè. Có cabin máy lạnh. Kiến thì chưa có đánh bóng chưa gì hết. Đó, mình về mình gặp mình chia sẻ cả nhà liền nha. Cả nhà thì thích thì tới em nói nha. Giá cả thì mình không có thông báo lên đây, thì với cả nhà cứ gọi mình thì mình ấy chút xíu là mình hỏi với bên bãi coi giá sao mình thông báo cho cả nhà biết ha. Bạn nào như có nhu cầu thì hỏi hay không có thông báo trên này. Mình ghe quay tất cả là 6-7 kho bãi lần, không có đưa giá lên tinh tinh tên như vậy chủ kho người ta phiền lắm cả nhà. Không nên được không? Để mình kiếm cái gì mình quay lên cả nhà. Chi tiết cả nhà gọi về kho bãi giúp mình nha. Rồi mình chia sẻ cái clip này tới đây. Đó, cảm ơn cả nhà rất nhiều.